Alo, xin chào các bạn. Nay chúng ta giải cục Rubik ra. Saturn, Rayleigh, Bermuda. Saturn, Rayleigh, Octahedron. Thì cục này nó cũng không có nặng tay lắm các bạn. Nó cũng nhẹ hơn cái mấy cục kia chút xíu, nhưng mà nó cũng có những cái bước cũng phức tạp. Đầu tiên chúng ta kéo những cái viên này nè. Nó chạy vòng vòng vậy đó. Mình đem bộ hơi ít nè. Đầu tiên vô chúng ta làm lại những cái viên, nó có bốn cái vòng tròn đều xoay hết, bốn vòng tròn nó hai hai cặp trên, một cái chóp trên thì nó hai cặp, và chóp dưới nó hai cặp này. Đầu tiên vô chúng ta kéo những cái vòng tròn này vô, những cái miếng bự này nè, vô vô cái vòng tròn, vô cái tâm của nó. Đây, nó không có chạy hết các bạn ha, mình cứ kéo vô nó vô hả. Các bạn nhìn những cái cục kia đó, các bạn sẽ giải được cục này. Jupiter, Mars, rồi những người Jupiter, Mars, chiếc Mars, rồi Mercury, các bạn giải cục này cũng dễ, nó cũng do cái bốn vòng tròn này nó cũng nhẹ tay. Rồi sau đó chúng ta đưa những viên cạnh này vô, viên cạnh làm xuống xuống lên lên ha, giữa những cái này tìm ha, hai cái này đúng rồi, trên đây còn viên này, viên này đúng rồi, viên đúng rồi, viên cạnh này không, chúng ta đưa lên 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 xuống 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 cho vui không. Rồi tiếp tục, tại vì những cái mặt này nó dính với nhau các bạn, nó dính chùm chùm vậy nè, nên đó mình có thể làm được là thoải mái, nó dính này nè, có đường đi với nhau nè, thí dụ mặt xanh với mặt cam này nó dính nhau không, bây giờ xanh không, xanh đỏ đi qua đây, xanh vàng bên này lên lên xuống xuống cho vui. Đây đây có viên xanh nè, lên các bạn làm lên lên xuống nha, tập tập làm lên lên xuống rồi các bạn sẽ xử lý Rubik nó nhanh lắm các bạn. Ok, mặt trắng xong rồi, mặt này xong rồi, mặt cam thì y như cục này, nó làm cái thao tác này cũng y như là cục đây gì Mercury gì đó. Mình làm đi đúng để hai cái này nó gần, hai cái này nó gần ở trên. Giờ mình làm viên này thì kéo qua thôi, viên đỏ có chưa? Đây. Viên đỏ ha. Lên. Lên. Xuống. Xuống, kéo cái đỏ qua. Rồi ok không? Giờ mình làm thêm cái nữa. Tím vàng đây không? Lên. Lên. Xuống. Thế cũng được, thay thế cũng được bạn ha. Lấy cái này thế kia là cũng là lên lên xuống á. Còn hai viên này với viên này, bây giờ viên này nó chung vô đây không, thì viên này đi trước lên lên xuống xuống ok không, xong hết tất cả viên cạnh không, nhanh không. Rồi ok, giờ chúng ta ghép lại, cứ coi mặt nào được á chúng ta sẽ ghép lại. Ghép thì để viên rác chỗ này. À, giờ anh ghép này nè, trắng này trắng không, ghép qua ok không, chỉ như rác này qua bên này, mình có thể làm cho lên lên xuống xuống được bạn, xuống nè xuống lên lên trả về ok không, trả về đấy. Cái này không được, cái này còn viên à, mình có thể lấy những viên khác thế vô đây nè, viên này không, viên này nè, đưa nó qua một bên, đưa cái này xuống 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 lên cũng được bạn ha, đưa này qua đây đưa lên. Rồi giờ ghép cái này vô đây không, ghép cái này vô đây thì viên rác ở đây hoặc ở đây mình kiếm không, đây nè đưa bên đây để gì mình lúc mình gặt nó xuống nó sẽ mất. Rồi, kiếm này. Nó qua nè ok không, đưa xuống 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 lên lên trả về cho mấy cái cạnh này đúng màu ha. Rồi, cái này cũng trả về, viên này nói được là bạn hai viên cam nói lại, ở đây rác này ha, viên này viên rác ha, nói lại xuống xuống lên lên trả về. Đây.
từ từ ha, cứ cứ từ từ chậm chậm cái mình làm được ha. Viên này, viên này, viên cam với viên xanh nè, mình đưa nó vô đây, chỗ này cũng được nè, không mình đưa xuống ha, xuống xuống lên lên kèo. Bây giờ nói qua, mình nói qua đó cái mình lấy đi á, cái mình đưa một cái viên, một cặp xanh vô đây, nó còn ở hai hai viên này nè, mình đưa cặp xanh chỗ này, mình điền cặp xanh không. Này ha, chỗ này không, nói qua nó không, xuống xuống lên lên, ok xong không, trả về rồi xong không, dễ không. Rồi sau đó chúng ta đưa những cái viên mà trong cái mặt crazy này các bạn, những cái viên này nè vô đây bằng công thức xuống xuống lên lên ha. Mình làm cái giọt trắng trước đi, làm hai viên trắng trước cho nó đẹp này không. Trắng trắng cam này không, cả trắng này cam này, tại vì hai cặp nó đi chung các bạn, hai cái viên này nó không có chạy, hai cái viên tam giác này nó đi chung một cặp vậy đó, rồi mình ghép lại nó cũng vô một cặp vậy đó. Vô đây không, xuống xuống lên lên, rồi mình tìm một cái viên trắng nữa để mình làm vô đây một viên nữa không. Trắng tím này, trắng tím này ha, trắng tím này nó bị ngược chiều ha, giờ mình đưa nó lên xuống vô vào đây ha, giờ mình đưa xuống này, xuống xuống lên lên, trả này về. Rồi hai cặp không, mình được hai cặp, cặp này làm cò mồi, cò mồi ở trên ha, cái này xanh tím, xanh tím, xanh tím đây, đưa nó qua viên này qua đây, bên đây xuống trước, xuống xuống. Những cục khác mình không làm được gì quá ha, không có làm rất là khó, còn cái này mình làm được tại vì nó có những cái mặt này nó dính nhau mà nó toàn bộ là dây gì hết á. Viên này đúng rồi, còn hai viên này tím xanh tím cam, tím cam vô đây đúng nè, xuống xuống lên lên, viên này đúng rồi ha, tím cam này đúng nè ha, tím cam này đúng nè ha, tím nè cam đúng, để đây. Như mọi cục á mình hay làm đó, mình rất hay làm cái này, đổi viên này qua đây để mình bẻ chỗ này, ok để không bẻ không. Bây giờ mình bẻ cái này lại thì viên này nó sẽ lúc mà đi xuống xuống lên lên xuống bên đây trước, bên đây xuống trước thì cái này giờ bẻ lại nè, bẻ này không, bẻ rất là nhiều kiểu này, mình bẻ có kiểu này nè, qua đây xuống này, đẩy cái này về, giờ cho cái này chung vô đây thì đẩy hai này ra, chung này vô, đưa này hai này vô thế. Rồi bây giờ tím sau này kỳ cho ta làm thử coi, tím xanh cam như mình bẻ lộn rồi, mình thôi mình làm lại đi không, mình cứ làm lại vậy đi, giờ mình trả cái này về, đưa lên trả này về, trả này xuống, đưa này qua, ok rồi coi lại không, cái này giờ đúng rồi. Cái này ngược chiều nè, không cái này cũng ngược chiều nè, cái này ô có trong vòng tròn á, mình làm nó trong vòng tròn, cái này đúng rồi nè, cái này ngược chiều nè không, đưa lên làm lại không, đưa qua đây làm lại cái nữa nè, cái này đúng rồi. À, bây giờ mình đưa này qua đây, rồi bẻ cái này đưa qua,
đưa này xuống, cái này về, cái này lên, để đưa cái này vô, đưa này vô. Tím ở sau mình nên làm bẻ gì vậy ta, tím cam mình bẻ hình như nó bị cái gì rồi, rồi không bây giờ trải về nè, hình như đúng rồi đó, hình như đúng rồi đó. Chả này giờ chả này về, chả này xuống, đưa này qua, đưa mày lên anh à, đúng nghe không? Ok à, tất cả các vòng tròn đều đúng hết, cạnh đều đúng hết ha. Ok ha, tím trắng đúng hết ha. Rồi tiếp tục, giờ chúng ta làm những cái mặt bằng một nè, nhưng mặt không không có vòng tròn nè, mình đưa những cái viên này vô. Thì cái công thức á, cái công thức mình làm rất là nhiều rồi không, thì nó sẽ dời ba viên, viên này với viên bên này, hoặc là viên này với viên bên này. Xanh rồi qua đây, xanh lên đây, vàng nó cũng khó bạn, xanh tím xanh vàng nó cũng không phải là dễ. Đỏ vàng lên đỏ, vàng lên đây, viên này thiếu một viên, đưa viên này xuống không. Làm bên này, làm bên bên phải không, có một công thức mình có comment đó. Nếu đỏ vô luôn ok này không, viên này qua đây được nè, ăn l phẩy u ăn l đi phẩy ăn l phẩy u phẩy ăn l đi rồi trả về rồi. À, cái này thì công thức nó có nhiêu đó thôi các bạn, các bạn cần thì tham khảo thêm những clip khác, nó rất là dễ không. Viên này này, công thức bắt đầu AR, viên này với bên đây mình tạo thế thôi chứ không phải là cái gì đó phức tạp lắm đâu. Còn viên đỏ viên vàng không, tại vì các bạn biết không, những cái viên này đó nó mình làm trên mặt bằng bằng một nè, không có đụng đến mặt bằng không, tại nó rất là khỏe, mặt không mình làm xong hết rồi. Viên đỏ lên đây, viên vàng cũng được, cũng khó khó ha. Để viên đỏ lên trên đây coi sao, viên vàng đi hai tua ha, viên vàng đi hai lần tới đây, tới đây nó vô luôn, viên đỏ đi hai tua, đỏ hai viên đỏ đi hai tua thế nào cũng trúng ha. Vậy ha, viên này lên đây, hồi nãy mình làm công thức bên đây, giờ mình làm công thức bên bên R, R u phẩy r phẩy đi r u r phẩy đi phẩy lần nữa ha, r u phẩy r phẩy đi r u r phẩy đi phẩy rồi trả về. Rồi đây còn chết nó bị xúc ra mấy viên rồi, bị thịnh không là mẫu ha, bị thịnh sửa lại sẵn các bạn coi luôn. Tím tím trắng trắng tím ha, xuống xuống lên lên, hai viên này ngược, hai viên này ngược, quay nó lại. Mình quay có một kiểu này các bạn, nên mình cũng quen.
Ừ, đó vậy đó không? Chưa tạo thế. Đầu tiên vô chúng ta coi cái viên này đúng rồi nè, chúng ta tạo thế đưa bên này. Để xíu xuống xuống lên bên này trước. À, những cục Rubik này nó hay hư lắm các bạn. Mình đang làm á, nó hư. Dễ hư lắm, nó văng viên này ra, nó văng kia viên ra. Rồi đưa này xuống. Xuống. Trả về. Xong không? Ok. Xong không? Sửa lại biết đâu có các bạn có một chút xíu nhìn thêm một xíu. Ta tiếp tục. À, bây giờ chúng ta làm hai góc. Không. Góc này chưa có đúng mình cũng xây vô, mình cũng nắm mình xây vô. Nắm vậy là xây không? Để chút xíu nữa mình cho nó dễ nhìn, rồi chút xíu mình sẽ chỉ nói các bạn một cái công thức để các bạn làm nạp vô. Có ai cần xây thì xây chứ còn cái này nắm vô xây cho nó rồi. À, vậy đó, nó cũng hấp dẫn lắm, quay góc cũng hấp dẫn. À, hai cái này đúng rồi. Bây giờ làm cái này đúng đi cho nó dễ không? Trắng, xanh, cam, đúng luôn rồi nè. Ok không? Rồi, giờ còn ba góc này thì nó quay y chữ y chang những cục khác. Là nó giờ viên này, viên này, viên này. Nếu mình làm bên này, làm mà bên R cái công thức y như là mình đổi mấy cái viên này nè các bạn. Nhưng mà cái công thức đó đó nó đổi ba mấy cái viên này nhưng mà nó lôi những cái viên này theo, nó đổi viên bự này nè, những tam giác á, nó lôi góc theo thì nó đổi trình tự là đây đây đây. Còn nếu mình làm bên này thì nó đi ngược lại, trắng đỏ xanh cam. Và bên này mình làm công thức bên này à, nhưng mà mình để qua để ý này nè. À, nếu mà làm công thức bên này á, mình qua bên này đi à, này qua đây không à, mình làm công thức bên này. Để ý nha, cái vòng tròn này khi mà xây á thì nó phải nằm bên này, nếu mà làm bên này thì vòng tròn nằm bên này. Bởi mình xây vậy nè, tạo thế này nha, mình xây nó không ảnh hưởng gì hết trơn. Bên đây mình xây thì không ảnh hưởng luôn không, xây đây à, đây này qua đây, màu cam này không, màu cam này không không, màu cam nữa nè, được qua đây. Cái thế y như hồi nãy, y như là mình dời mấy cái viên đó, màu cam nè, màu cam, màu cam thì sẽ lôi ba góc đi. Nha, bây giờ mình làm bên này không à, đây 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 là u phải, đây là phải đi r u r phải đi phải. Ok không, mình nhìn khi mình làm xong mình nhìn mấy này nè, lúc này các bạn cũng bị căng thẳng á là nó đúng rồi. Ok đó, giờ mình trả về thôi. Trả về cái này cũng trả về, trả về để kiểm tra, cứ từ từ kiểm tra ha. Rồi đúng hết không? Rồi. Tất cả các góc của bên gì á, từ Venus rồi Jupiter Mạc rồi tất cả đều quay kiểu này hết, nó quay hai viên. Nhưng mà quy tắc quay là vậy, các bạn đưa viên này lên đây. Đấy, các bạn xoay qua bên này à, thì các bạn vẫn làm bên R. Các bạn nhắm mà làm được bên R hết á thì các bạn mới xây. Ví dụ bên đây bạn xây R giống như là cục cục Mercury á, phải chọn thế xây. Bên đây xây R là giờ viên này lên đây. Thì qua bên này nó cũng phải tương tự xây R. Bên đây xây R được hết nè. Chỗ này là xây R được nè. Cái vòng tròn nằm bên đây thì phải xây L. À, bây giờ mình xây ha. Bây giờ mình xây viên này lên đây. Tất cả các góc là phải lệch 180 độ nghe, nó không có kiểu lệch như vậy. Octahedron là không có lệch như vậy, lệch như vậy không. Đó, vậy không? Giờ mình xây viên này lên đây, rồi mình quay bên kia mình làm bên này không? Lên đây. À, đưa viên này qua đây. À, mặt cam nè. Mặt cam này không? Đưa qua. Đây, cam, cam, cam. Ok không? Giờ xây không? R U phẩy R phẩy D R U R phẩy D phẩy. Ok không? Trả về nè. Trả về. Trả cái này về. Đưa lên.
Ok. Đây, bây giờ cái viên vàng này nè, vàng tím á, nó từ bên này nè, à, vàng tím xanh này không, vàng tím xanh từ bên này nó qua bên này, bây giờ xoay qua bên này, mình phải đưa viên này đi ngược xuống đây, thì cũng công thức bên phải, không? Xoay lên đây, đưa cái này qua đây, vàng ha, vàng này, đổi ba viên vàng, nó lôi cái góc theo công thức y như là của đổi 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 cái góc hồi nãy mình làm r u phẩy r phẩy đi r u r phẩy đi phẩy, ok không? Rồi giờ mình trả về đây, trả cái này vàng này về đây, đưa lên đó, ok xong ha, cục dễ. À, trong số mình tưởng đâu Mercury Saturn là nó sẽ khó, ai ngờ là Mercury là số khó nhất. Thông thường những cục ray gì là Mercury là dễ nhất, mà sau kỳ này Octahedron Mercury lại khó, còn Saturn là dễ dễ chịu ha, cục rất là dễ chịu. À, mình mua hai cục thôi, à, trừ bản Standard mình cũng mua, nhưng làm mình cũng thích Standard, Standard nó giải giống y như Octahedron 3x3, còn các cục còn lại thì đa số là cũng rất là khó, cục này hơi dễ dễ chút thôi. Còn Jupiter rất là dễ bạn, nó có một dòng xoay đây hả, xử lý nó rất là nhanh, xử lý giống như mạt, rất là nhanh. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha, cảm ơn rất là nhiều, bye bye.